chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đan tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Hải Băng, Thành Đạt về quê mua đất phường để xây nhà cho các con. Vợ chồng nam diễn viên đã di chuyển về vùng quê tìm đất để mua thêm nhằm có nơi ở thoáng mát cho các nhóc tì. Thành Đạt được khán giả biết đến khá nhiều bởi vẻ ngoài bảnh bao, phù hợp với các vai diễn công tử giàu có trên sóng truyền hình. Trong khi đó, Hải Băng là thành viên út của nhóm Mây Trắng. Sau thời gian hoạt động solo thì cô cũng tạm gác lại sự nghiệp để lập gia đình với Thành Đạt và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cả hai đều không còn làm nghệ thuật và phát triển kinh doanh online. Hải Băng khoe đi mua đất giữa mùa dịch. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vừa đăng tải hình ảnh mang đồ bảo hộ gồm khẩu trang, mắt kính cẩn thận và di chuyển trên xe. Cụ thể, Hải Băng cho hay đi kiếm đất xây nhà cho mấy đứa nhỏ. Tuy nhiên, điểm khá thú vị và ấn tượng chính là hai vợ chồng đi đến nơi mua đất lại gặp ngay chủ nhân là fan của nam diễn viên. Hình ảnh bảnh bao thời trẻ của anh được treo ngay trung tâm căn nhà, khiến cho Hải Băng và Thành Đạt ngỡ ngàng. Nơi căn nhà vườn mà Thành Đạt muốn mua để xây dựng nhà thêm cho các con. Tấm ảnh của ông xã Hải Băng nhiều năm trước được chủ nhân ngôi nhà đóng khung và treo rất cẩn thận. Nữ ca sĩ không thể nhịn cười khi nhìn thấy chồng mình trong quá khứ, giọng ca viên đá nhỏ trêu ghẹo, cười không ngậm được mồm má ơi, đưa nhau về quê, mua đất mà gặp đúng fan hâm mộ của ông. Nói gì về tuổi thơ dữ dội của ông đây trời, tóc đẹp, phối đồ đẹp. Ông xã Hải Băng xăm tên bốn nhóc tì trên lưng. Vừa qua, bà mẹ ba con cũng khoe trên trang cá nhân hình ảnh tấm lưng của ông xã. Điều đáng nói ở đây chính là chi tiết Thành Đạt đã xăm hẳn tên của các con lên lưng, bao gồm Minh Khang, Minh Tuệ, Minh Đức. Điều này cũng phần nào minh chứng được anh xem bốn thiên thần này là món quà ý nghĩa và quan trọng đến nhường nào. Cận cảnh phần xăm trên lưng của Thành Đạt, gia đình hạnh phúc của Thành Đạt và Hải Băng. Cả hai giờ đây chỉ phát triển công việc kinh doanh, thỉnh thoảng nhận lời quay hình cho một số game show hay xuất hiện ở sự kiện để chúc mừng đồng nghiệp. Họ không quá tiếc nuối đam mê nghệ thuật và hài lòng với cuộc sống hạnh phúc ở hiện tại của mình. Vừa than ế xô mùa Covid, Trấn Thành đã khoe sương sương đồ đôi đắt đỏ Rolex mới chịu. Đang dịch bệnh, vợ chồng Harry Trấn Thành vẫn diện đồ đôi sương sương xuống phố, nhìn nhãn hiệu mới sóc toàn Rolex mới chịu. Mới đây, trên trang Facebook của nam MC Trấn Thành đăng tải hình ảnh vợ chồng đi hâm nóng tình cảm giữa mùa dịch, khiến nhiều người hâm mộ chú ý. Dù chỉ dám ngồi trong xe lượn phố, nhưng cặp đôi vẫn nhận được sự nhắc nhở từ fan nên đeo khẩu trang dù ở bất cứ đâu. Vợ chồng Trấn Thành Harry tình tứ bên nhau trong khi lượn lờ giữa mùa dịch. Không chỉ đăng tải hình ảnh ngọt ngào trên trang Facebook cá nhân, Trấn Thành còn khoe khéo hai món đồ cặp vừa mới tậu trên Instagram cá nhân. Ngay lập tức cộng đồng mạng đã vinasoi ra được giá trị cực khủng của hai phụ kiện đôi mà nam MC cùng bà xã diện xuống phố. Trấn Thành vốn được biết đến là nghệ sĩ Việt rất chịu chi khi sắm đồ hiệu. Chính vì thế, việc sở hữu những cặp đồng hồ Rolex cùng với cặp mắt kính hàng hiệu là điều dễ hiểu. Cách đây không lâu, nam MC còn than thở về tình hình ế xô do dịch bệnh, tạm gác nhiều dự án để qua thời gian khó khăn. Hay mới đây Trấn Thành cũng bị cộng đồng mạng chỉ trích khi không quyên góp ủng hộ chống Covid-19 và hạn mặn miền Tây. Đứng trước những lời phản pháo, ông xã Harry lên tiếng dằn mặt. Anh cho rằng thiện nguyện là tại tâm, không phải đối phó với dư luận. Còn việc anh quyên góp hay không chỉ có trời biết, đất biết và Trấn Thành biết mà thôi. Trấn Thành được biết đến là nghệ sĩ chịu chơi nhất nhì showbiz Việt về mua sắm hàng hiệu. Trong thời điểm nhạy cảm như vậy, Trấn Thành lại mạnh tay sắm đồ hiệu đôi cho vợ, cũng khiến nhiều người hâm mộ có những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, dường như Trấn Thành không còn để tâm đến những bình luận vô căn cứ, bởi theo nam MC, từ thiện là tại tâm, không cần thiết phải phô trương ra ngoài. Hiện tại Trấn Thành Harry đang rất hạnh phúc bên nhau sau 3 năm về chung một nhà. Giữa mùa dịch, Nguyệt Ánh bận rộn chăm sóc nông trại dưa, ship đơn liên tục, đắt hàng như tôm tươi. Nguyệt Ánh sở hữu một khu vườn rộng trồng dưa lưới, dưa lê. Những ngày không có hoạt động vì dịch, cô chăm sóc khu vườn tất bật giao hàng cho khách. Giữa lúc dịch bệnh phức tạp như hiện nay, các nghệ sĩ đều chịu chung cảnh lao đao vì hỉ show. Giờ lịch diễn vô thời hạn, sân khấu đóng cửa. Và để trang trải cuộc sống, nhiều người đã chuyển sang bán hàng online, tập trung vào việc kinh doanh hoặc tranh thủ nghỉ ngơi chờ dịch bệnh chấm dứt. Cũng trong hoàn cảnh lao đao đó, diễn viên Nguyệt Ánh tập trung chăm sóc cho vườn dưa của mình. Điều đáng mừng, việc buôn bán của cô diễn ra khá thuận lợi. Nữ diễn viên chăm chỉ việc ngoài vườn, vừa tất bật chuẩn bị và giao đơn hàng.
Nông trại lớn trồng dưa phục vụ gia đình và kinh doanh của Nguyệt Ánh ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, nữ diễn viên cho biết cô đến với nghề nông vì đam mê. Diễn viên Nguyệt Ánh khoe nông trại dưa của mình. Nguyệt Ánh hào hứng chia sẻ hình ảnh dưa từ lúc nhỏ đến khi có quả. Nữ diễn viên đến thăm nông trại. Mới đây trên trang cá nhân, Nguyệt Ánh hào hứng khoe những trái dưa chín ngọt nhìn rất ngon mắt. Cô viết: "Mai cắt dưa cả nhà ăn." Nhắn Ánh nhen: "Ăn trái cây tăng cường vitamin tốt cho sức khỏe." Dưới phần bình luận, diễn viên Kali đã chốt đơn ngay 3 trái và có rất nhiều người hâm mộ thi nhau đặt dưa của cô. Người đặt 3 trái, người đặt 5 trái. Nguyệt Ánh có vẻ rất tức bực. Cô vui vẻ trả lời từng comment và chốt đơn. Bên cạnh đó, cô cũng công khai luôn mức giá trên trang cá nhân. Những trái dưa lưới chín vàng có màu rất đẹp mắt. Kali cũng là một trong những khách ruột của Nguyệt Ánh. Nữ diễn viên trả lời từng người một để chốt đơn. Nguyệt Ánh là diễn viên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ miền Nam qua các vai diễn hiền lành đáng thương trong các bộ phim nổi tiếng Cổng Mặt Trời, Dốc Tình, Miền Đất Phúc, Vết Sẹo. Trong sự nghiệp, cô từng hai lần đoạt giải thưởng diễn viên được yêu thích nhất của giải HTV Award. Cô bất ngờ tổ chức hôn lễ với chồng Ấn Độ vào tháng 3 2017. Chồng Nguyệt Ánh là Eswa Rao, người Ấn Độ sinh sống tại Việt Nam. Anh hơn 40 tuổi, hiện đang là giáo viên yoga thành phố. Sau kết hôn, Nguyệt Ánh chọn cuộc sống khá kín tiếng, dành thời gian chăm sóc chồng và con trai đầu lòng. Sau kết hôn, cuộc sống hạnh phúc của nữ diễn viên cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hồi tháng 5 2019, nữ diễn viên Dốc Tình bất ngờ rao bán ngôi nhà 14,5 tỷ đồng ở Phú Xuân, Nhà Bè, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa. Chia sẻ về lý do bán nhà, nữ diễn viên cho biết do nhà quá rộng, ba người gia đình cô ở không hết. Căn nhà 14,5 tỷ của Nguyệt Ánh khiến Kylie Phi Thanh Vân cũng phải trầm trồ. Nghệ sĩ Việt bán hàng online mùa dịch, MC Quyền Linh rao bán nhiều mặt hàng trên trang cá nhân. Mùa dịch này không có làm MC diễn viên gì hết, ai mua nước rửa tay, nước rửa chân, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả Amity Home. Nghệ sĩ hài Lê Giang cũng sử dụng mạng xã hội để bán nước cam kiếm thêm thu nhập. Diễn viên Thanh Trúc chỗ tài Hoành Thánh Chay, những ngày đầu làm cô cho biết tặng nhiều hơn bán. Đoan Nguyễn và Người Yêu Đồng Giới cũng chuyển hướng bán đồ ăn vặt khi các show bị hủy. Diễn viên Phương Loan trở lại công việc bán bánh bèo, bánh nậm. Gia đình đã nghỉ bán vài năm nhưng bây giờ tôi phải bán thêm, các show diễn không còn nhiều như trước. Nhật Kim Anh nổi giận khi bị chỉ trích bỏ bê con. Dù rất nhiều khán giả đứng về phía Nhật Kim Anh trong vụ kiện tranh chấp quyền nuôi con giữa cô và chồng cũ, nhưng bên cạnh đó cũng có luồng ý kiến trái ngược. Hơn nửa năm qua, vụ kiện tranh chấp quyền nuôi con giữa nữ ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh và chồng cũ là doanh nhân Ngô Nguyễn Phúc Bủ Lộc đã làm xôn xao cộng đồng mạng. Cụ thể vào năm 2018, Nhật Kim Anh và doanh nhân Bủ Lộc quyết định đường ai nấy đi sau hơn 3 năm chung sống. Do tính chất công việc, Nhật Kim Anh đã nhường quyền nuôi con trai duy nhất của cả hai cho gia đình chồng. Tuy nhiên về sau, Nhật Kim Anh lên tiếng tố nhà chồng cấm cản việc hai mẹ con gặp nhau và đâm đơn kiện đòi lại quyền nuôi dưỡng. Nhật Kim Anh hiện đang tạm thời giành được quyền nuôi con. Ngày 20 tháng 3, phiên tòa sơ thẩm đi đến quyết định trao quyền nuôi con lại cho Nhật Kim Anh. Nữ ca sĩ bật khóc ngay khi kết thúc, vì sau bao ngày chờ đợi cũng đã có thể đón con về. Cô nàng còn chia sẻ hạnh phúc đó trên trang cá nhân và nhiều đồng nghiệp khán giả cũng ủng hộ và gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ. Tuy nhiên đến 22 tháng 3, doanh nhân Bủ Lộc lên tiếng với báo giới rằng anh và luật sư của mình không có mặt tại phiên tòa nêu trên. Không hiểu vì sao phiên tòa vẫn diễn ra. Ngoài ra, chồng cũ Nhật Kim Anh đanh thép tuyên bố sẽ kháng cáo ngay khi nhận được tống đại của tòa, quyết tâm giành lại quyền nuôi con. Anh thẳng thắn nói về Nhật Kim Anh trên báo giới: "Nhật Kim Anh không nghĩ đến con, cháu đang sống ở Cần Thơ yên ổn với cha và ông bà nội. Gia đình tôi cũng không ngăn cản cô ấy thăm con. Nếu cô ấy muốn nuôi con từ khi chia tay, cháu còn nhỏ bị bệnh tại sao không giành? Cô ấy đã đồng ý giao con cho tôi và gia đình. Bây giờ con cứng cáp yên ổn thì giành quyền." Về phía Nhật Kim Anh, cô cũng thẳng thắn tuyên bố mình có đầy đủ bằng chứng và sẵn sàng tiếp nhận kháng cáo đến từ doanh nhân Bủ Lộc. Bên cạnh đó cũng không ít ý kiến trái chiều. Ngoài những lời ủng hộ chúc mừng Nhật Kim Anh thì cũng có không ít bình luận trái chiều đứng về phía chồng cũ nữ ca sĩ. Một cư dân mạng cho rằng bé đã quen sống với cha và bà nội nên tốt nhất hãy để bé nhận được tình yêu thương từ hai phía. Thậm chí còn có bình luận chỉ trích nữ ca sĩ rằng nhà chồng đã nuôi con tạo điều kiện cho nữ ca sĩ phát triển, thế nhưng về sau lại quay lưng nói xấu nhà chồng. Trước ý kiến trên, Nhật Kim Anh gay gắt đáp trả, khẳng định lỗi sai xuất phát từ nhà nội. Từ khi chị khởi kiện thì mới cho gặp để khỏa lấp cho cộng đồng mạng thấy rõ là không cản trở. Nếu họ không cản trở chị kiện để tới chị hai em. Nếu không cản trở sao chị có bằng cớ mà gửi lên tòa. Chị cũng chưa hề nói xấu bên nội nha em, mà chị nói thẳng mặt chứ cần gì nói xấu. Nếu là bạn hoặc người yêu của Lộc thì lượng cho Facebook của chị nói trong em nhé. Một cư dân mạng chia sẻ quan điểm của mình và Nhật Kim Anh thẳng thắn trả lời.
Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng cho biết cô còn phải làm việc để lo cho mẹ và các cháu. Nữ ca sĩ bức xúc, nghề của chị là đóng phim ca hát, không làm. Không lẽ đứng đường hả em? Chị còn gánh nặng mẹ già, các cháu đi học. Anh Lộc không lo thì chị phải bươn trải mà lo cho em. Hay chị về cho em nuôi chị em nhé. Nếu được nuôi luôn gia đình chị đi em, để chị có thời gian chăm con chị biết ơn em vô cùng. Nữ ca sĩ gây gắt thẳng thắn đôi co với anti-fan. Về phía Nhật Kim Anh, cô nàng có quan điểm rằng những người đứng về phía chồng cũ là bởi vì chưa biết được sự thật và nghe về một phía mà thôi. Tính đến hiện tại, vụ chuyện tranh chấp quyền nuôi con giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ vẫn chưa đi đến hồi kết thúc.